Xin phép chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin phép được review về chiếc xe SH Ý đời 2011 được dọn mới tại đồ chơi xe SH Việt Nam. Thì trước mặt các bạn đây là chiếc SH Ý 2011. Thứ nhất là chất lượng xe rất là ok, biển số rất là đẹp. Thì khách hàng có nhu cầu dọn mới tại cửa hàng. Các bạn lưu ý là các gói dọn mới bên mình đã đăng lên fanpage hoặc website rất là nhiều và chi tiết các gói bảo dưỡng và dọn mới xe. Thì hôm nay mình sẽ liệt kê các chi tiết sau khi xe được hoàn thành. Thứ nhất về vỏ xe thì bên bên mình đã sơn xi lại toàn bộ dàn áo là màu trắng zin của xe SH Ý. Toàn bộ dàn áo được sơn xi lại tại cửa hàng. Các bạn lưu ý là trong quá trình sơn là những chi tiết bị gãy vỡ bên mình sẽ hàn lại nhựa cho khách hàng. Đấy là dịch vụ miễn phí tại cửa hàng. Thứ hai là dàn áo xe thì bao gồm cả nhựa sần thì bên mình đã sơn lại toàn bộ cho khách hàng. Tất cả chi tiết nhựa sần trên xe được sơn lại làm mới. Nhựa sần bao gồm cả trong phần rè và phần may rùa này. Ốp lọc gió cũng thuộc phần nhựa sần và được sơn lại mới. Ốp gác chân. Chiếc xe này được sửa chữa bảo dưỡng toàn bộ, thay thế phụ tùng cũ nát trên xe và nhất là hệ thống côn nồi đã được làm mới hoàn toàn. Tiếp theo phần sơn của xe là bên mình giới thiệu sản phẩm sơn là bộ sport sport màu zin. Các bạn lưu ý là dòng xe SH Ý đời cao thì màu vành là màu bạc các bạn nhé, màu bạc giảm sóc, màu bạc vành, màu bạc hai cạnh lót gầm màu bạc, gác chân màu bạc, lốc máy này không phải màu bạc mà màu ghi sáng, lốc máy thì màu ghi sáng, vành sau màu bạc này, tay xách thì màu bạc. Đó là màu zin của dòng SH Ý đời cao. Từ đời 2011 trở lên bắt đầu là vành bánh và tay xách có màu này. Hệ thống pha đèn và xi nhan được làm mới. Cái là công nghệ đánh bóng xong bên mình đã phủ sơn pha lê. Sau khi đánh bóng làm mới là bên mình đã phủ một lớp pha lê bên ngoài để bảo vệ xóa đèn không bị đục. Giảm sóc sau thì được thay thế giảm sóc mới. Đây là một đôi giảm sóc SH Ý zin mới hoàn toàn. Bô được sơn lại. Đây là công nghệ sơn chống cháy tại cửa hàng. Các bạn lưu ý phần bô là bắt buộc phải sơn chống cháy nhé. Tiếp tục về bề ngoài xe thì bộ phận các chi tiết ốc trên xe đã được gom xi lại làm mới hoàn toàn. Đây các bạn nhìn như con ốc trên xe được làm mới hết này. Đó. Đây, các bộ phận ốc được làm mới. Về chiếc xe này là phần làm lâu nhất, là phần quan trọng nhất trên xe, là bên mình đã tháo dỡ cục máy ra và đánh tẩy toàn bộ cục máy. Tất cả chi tiết này đã được đánh tẩy lại này. Về màu zin của xe luôn. Đó. Sạch sẽ từ bên trong ra ngoài. Điều đặc biệt nữa là chiếc xe này là bên mình đã độ khóa xóa mắt key. Đây là bộ xóa mắt key chính hãng của Honda, dùng sử dụng hai chìa khóa. Đây các bạn nhé, hai chìa, sử dụng hai chìa tắt mở khóa xe và mở cốp xe, đầy đủ chức năng hết, bao gồm bộ phụ kiện này đi là hai chìa. Đó, đây mở yên xe này, bên trong cũng được dọn hoàn toàn, bên trong mới hoàn toàn các bạn nhé. Đó. Chiếc xe được bọc lại vỏ yên zin của xe, vỏ yên zin của chữ Honda này. Đây là vỏ zin của SH Ý. Tất cả cùng công tắc passing, công tắc pha cốt, công tắc còi và công tắc đề được thay thế mới. Bao tay cũng được thay thế bao tay mới. Các bạn có nhu cầu về dọn xe, tân trang xe, làm mới xe thì có thể liên hệ inbox và fanpage đồ chơi xe SH Việt Nam
hoặc liên hệ hotline 0832208888. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn các bạn tiếp tục vào video tiếp theo của mình.